Hôm nay Lemon sẽ chia cho các bạn làm như thế nào để mua được vé tàu ở nước Anh. Các bạn liệu có hỏi rằng là trong mùa dịch nước Anh người ta nhà ga tàu người ta có mở vé, người ta có tàu người ta có hoạt động không, hoặc là cách mua vé tàu như thế nào, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn làm sao để mua vé tàu ở nước Anh các bạn nhé. Cách thứ nhất ấy, đơn giản nhất ấy, là các bạn trực tiếp với anh nhân viên ấy, thì các bạn muốn đi đâu thì các bạn nói với họ. Thì mình muốn đi ví dụ đi Liverpool ấy, thì mình bảo là please can I go to Liverpool, can I buy a ticket, chẳng hạn như vậy. Ví dụ ở đây có hai loại vé khứ hồi trong ngày và khứ hồi any day, tức là ngày nào cũng được đấy. Thì mình người ta cũng vui lắm, người ta cũng nhiệt tình, thì người ta sẽ mua vé cho bạn, người ta sẽ hỏi thăm bạn là bạn có đi về Preston lại hay không, mà khi nào bạn về người ta cũng tận tình giúp đỡ, người ta cũng hỏi để người ta bán vé cho mình mà. Thì đấy, ngày bình thường ấy thì bến tàu rất là đông và người ta có thể có mở ba quầy vé luôn, ba quầy bán vé. Nhưng bây giờ thì buổi dịch thì người ta chỉ mở một quầy thôi và người ta hạn chế đông người. Thì người ta sẽ có một cái rào chắn để xếp mỗi khoảng cách là 2 mét cho từng người xếp hàng, và chỉ có một quầy tiếp xúc với một quầy bán vé thôi. Đấy. Đây là các cây máy để mua vé để đi tàu. Nên như các bạn thấy ở đây có 5 cây. Trước mặt mình thì đang có một anh đang mua vé tàu. Điều đặc biệt là ở trên tàu thì người ta có thể mang xe đạp. Thì đây mình sẽ review cho các bạn. Đây là một cái máy mua vé tàu ở Anh. Nó có hai cách. Một cách là bằng tiền mặt và cách thứ hai ấy, là mua bằng thẻ. Ở trên màn hình các bạn có các ngôn ngữ này, dùng cho các khách du lịch. Thứ nhất tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italia và tiếng Ba Lan. Đơn giản thôi, các bạn mua vé ở đây. Bye. Các bạn muốn đi đâu thì các bạn ấn vào. Ở đây có rất nhiều. Birmingham, Blackpool, Calais, Leeds, Manchester Airport. Tức là đội bóng Manchester, màu đỏ đấy. Liverpool, các bạn biết đấy, đội bóng Liverpool đấy. Có Mohamed Salah đấy. Thì giả sử mình hôm nay mình không đi đâu đâu, nhưng mà mình review cho các bạn. Bạn giả sử đi Liverpool đi. Thì ở đây có rất nhiều giá tiền khác nhau, mệnh giá khác nhau và có khác tàu, có loại tàu khác nhau nhé. Vé một chiều này, anytime day single 14 đồng bảng là 3 tầm hơn 400 ngàn Việt Nam để đi từ chỗ mình Preston đến Liverpool. Đây vé khứ hồi trong ngày 18 đồng, vé trong tuần 7 ngày một tuần, 7 day season 75 đồng. Ô, nó hiển thị mất rồi, sorry, tại vì mình lâu quá đâm ra nó hiển thị lại, xin lỗi các bạn. Để tiếp tục nhé, vé return, tức là vé return trong ngày ấy, 14 đồng 9 này, đây 14 đồng 1, tức là hai loại vé tàu này khác nhau. Thế giả sử mình đi vé một chiều đi thì 14 đồng, đấy giả sử đấy. Và người họ máy hiển thị là confirm, tức là xác nhận đây. Bạn chọn thẻ hay là chọn tiền mặt thì các bạn chọn đấy. Nếu mà tiền ấy thì đồng xu, tiền và đồng xu thì các bạn bỏ đây này, bấm đây này. Nếu mà các bạn trả thẻ thì các bạn bấm vào đây, ví dụ bằng tiền nhé, đấy tiền thì các bạn bỏ vào đây, ánh sáng này đấy, bỏ thẻ, bỏ tiền vào đây,
hoặc là Bảo Đồng Xu ở đây. Nếu các bạn trả bằng thẻ thì bấm vào đây. Đấy, thì các bạn chỉ có việc là quét thẻ hoặc là đút thẻ vào và bấm mật khẩu ở trên này thôi. Đấy, đến tiền đây, 14 đồng mốt. Đấy, rồi sau đấy thì vé sẽ ra bằng cái này. Đấy, đơn giản lắm. Còn nếu mà trường hợp mà thẻ mà có vấn đề ấy, hay mà vé chưa ra ấy, thì các bạn có thể trực tiếp liên hệ ở tại quầy để hỏi đáp thắc mắc là tại sao mình mua vé nhưng mà vé chưa ra, hay là máy chưa in ra vé, hay là có vấn đề gì thì mình đến mình hỏi họ thôi, mình nói họ thôi. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn cách mua vé tàu online như thế nào. Mình sẽ chọn vào Google Store. Mình sẽ gõ là Northern Train Tickets and Times. Và mình download. Hiện tại mình đã download sẵn rồi. Thì mình mở này. Đây là điểm from, là điểm đi này. Là ở chỗ mình là có bến tàu Preston này. Điểm đến, ví dụ mình đi Liverpool đi. Đấy. Các bạn có thể đảo ngược lại ở mũi tên này nhé. Đấy. Ở đây có vé chiều đi này, một chiều thôi này, vé khứ hồi này, vé open return là vé khứ hồi anytime, bất cứ lúc nào. Còn vé bên cạnh này là vé tháng hoặc là vé tuần. Thì mình lấy ví dụ như mình đi vé tuần sau, mình sẽ đi xem trận bóng đá của Liverpool ấy, thì mình sẽ chọn vé khứ hồi lúc đi và lúc về để giảm giá, tiết kiệm rất là nhiều tiền các bạn ạ. Mình sẽ chọn vào ngày thứ bảy tuần sau, ngày 20, vào lúc 12:30 đi. Rồi, 12:30. Done. Đặc biệt ở đây có một chỗ là các bạn đi bao nhiêu người, bao nhiêu vé, các bạn có thể mua vé cho bạn của bạn hoặc là người thân của bạn. Ví dụ bạn đi gia đình có 3 người, bạn bấm 3 người lớn. Nếu mà các bạn đi có một trong hai đứa trẻ con ấy, thì bấm 1 hoặc 2 ở trên này. Trẻ con thì từ 5 đến 15 tuổi. Còn ở trên này thì adult là trên 16 tuổi. Thì mình chỉ đi 1 thôi. Không có trẻ con đâu các bạn ơi. Chưa có đâu. Và đặc biệt ở Anh thì người ta có giảm giá vé tàu cho các thành phần như là 16, 17 tuổi, Saver, từ 16 đến 25 tuổi, Real Card, từ 26 đến 30 tuổi, Real Card, và các thẻ vàng hay là thẻ đặc biệt thế này thì mình chưa biết. Nhưng ba cái loại thẻ này thì mình đã biết và mình đã được sử dụng rồi. Thì 16 đến 17 tuổi là vé giảm giá cho những người mà từ 16 đến 17 tuổi, giảm giá đến 50%. Từ 16 đến 25 và 26 đến 30 thì giảm giá đến 30%. Thì trước khi để có các vé này thì các bạn có giấy tờ hay là có cái điều kiện để làm được vé. Các bạn có thể ra bến tàu, các bạn có thể làm được hai loại vé 16 đến 25 và 26 đến 30 các bạn nhé. Còn riêng cái 16 đến 17 thì là các bạn phải làm online. Nhưng của mình thì là 16 đến 17 là giảm giá được 50%. Đấy. Bây giờ mình chọn tàu nhé. Ở trên các thông tin này, hiện tại là đang mùa dịch Covid 2019 thì các thông báo ở trên đấy thì có thể là người ta hạn chế một số chuyến tàu ở đây. Nhưng bây giờ thì giả sử mình chọn cái vé tàu này này. Vé chuyến này còn có 5 vé còn lại thôi. Có 7 đồng thôi các bạn ạ. Cực kỳ rẻ. Đây là vé return nhé. Return thì mình có thể mình về giả sử mình lấy, ví dụ mình lấy như là xem bóng đá xong khoảng tầm 8-9 giờ đấy. Thì mình sẽ chọn
mình sẽ chọn sorry, mình sẽ chọn tầm 9:30 đi, chọn rồi. Ở đây có ghi là vé return này 7 đồng 45 này, vé return anytime này, tức là khứ hồi lúc nào lúc cũng được trong ngày này. Đấy thì mình chọn return trong một ngày thôi. Đấy. Thì ở đây các bạn phải có thẻ nhà banh. Đầu tiên các bạn phải có thẻ nhà banh. Đây là chỗ đây là yêu cầu đặt chỗ không này. Hay mình nếu mà yêu đặt chỗ thì mình bấm vào, mà không thì thôi. Đây là chuyến hành trình đi của mình, là lúc đi ấy, chuyến đi là 12:30 đến 1:30, đi hồi thế là tầm khoảng gần 1 tiếng, 51 phút, chính xác 50 phút, và chiều về là lúc 21:37 đến 23:16, thì khoảng một lúc về thì nó hơi xa, một hơi lâu 1:39 cơ, 2 trung chuyển. Đấy thì mình click vào đây buy now. Đấy, và trước đấy thì bạn bạn sẽ nhập các thẻ nhà banh của bạn trong này, nhưng mà mình cái này là mình không thể chia sẻ được tại vì là riêng tư. Và sau đấy các bạn bấm số mã code sau cái thẻ này ở đây, ở cái điểm nhấp nháy đấy là các bạn bấm cái thẻ ba cái mã số code của trong thẻ banh của bạn ở đằng sau ấy. Sau khi các bạn bấm xong, các bạn bấm buy ticket và thế là xong, là in ra thẻ của các bạn. Như trước kia mình đi vé tàu mua bằng điện thoại thì mình trước đấy mình mua vé ở ở app rồi, thì mình có thể là lịch sử người ta có thể lưu cho mình đây, ví dụ như là đây các lịch sử mình mua vé đây. Đấy, rất là nhiều. Mình hay đi làm thì đi làm ở Mô Cầm ấy, hay mua ở đấy. Ví dụ như mình mua hôm trước mình mua ở đây. Đây, đấy, vé đấy. Khi mà các bạn mua được vé rồi nhé, các bạn download ticket. Đấy. Và view ticket. Nhưng mà cái vé này là vé đã dùng rồi, nên người ta không hiển thị được cái trong cái hình ảnh là nó ghi là the ticket has expired, tức là cái thẻ này đã sử dụng rồi. Đấy, đơn giản thế thôi. Và mình xin chúc các bạn thành công nhé. Và có một chuyến đi vui vẻ. Sau khi các bạn mua được vé rồi, check được giờ rồi, nhưng các bạn phải để ý là nhà ga nào, số mấy phải để ý. Ví dụ ở nhà ga ở Preston mình thấy ở bên ga bên kia là nhà ga số 6 này, đường ra số 6 này, bên cạnh đường ra số 6 là đường ra số 5 này, đường ra số 4 này, thì đường ra số 3 này, và số 2 và số 1 tự nhiên giản lắm. Thì sau khi các bạn check được là mình đang ở nhà ga nào, mình phải đến được nhà ga đấy, tránh được cái việc là nhầm tàu, nhầm ga, là đi nhiều người đi đi tàu bắt nhầm tàu lắm, có nhiều người Việt ở bên này nhầm tàu lắm, buồn cười lắm. Bên cạnh đó thì trong nhà ga tàu thì người ta cũng bán dịch vụ ăn uống, cà phê, thức ăn, McDonald's hay KFC người ta cũng có hết. Hiện tại thì đang trong mùa dịch Covid thì các shop cửa nhà hàng đóng cửa hết rồi, nên mình không vào được để review cho các bạn. Pi pi. Video mình sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng mà các bạn sẽ dễ dàng mua được vé.
và chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Xin chào và hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách share, like and subscribe cho mình xin một lời chúc các bạn nhé. Bye.